Các bạn biết nhân vật Hồng Ki-dong trong tiểu thuyết là một nhân vật có thật chứ? Các bạn hãy cùng tôi khám phá câu chuyện về Hồng Ki-dong dũng cảm, chính trực ngay tại đây nhé. Em chào cô. Đây là nơi Hồng Ki-dong sinh ra phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Trang phục của cô nhìn không bình thường chút nào. Có lẽ nào cô là mẹ của Hồng Ki-dong không? Gì chứ? Tôi chỉ là người hướng dẫn giúp giới thiệu văn hóa ở Changsun. Đây là công viên chủ đề Hồng Ki-dong, nơi sinh của Hồng Ki-dong đã được khôi phục như thế này. Tôi cũng tái hiện lại hình ảnh và chúng tôi cũng có các di vật cũng như nơi cắm trại. Tôi sẽ dẫn bạn đi khám phá từng nơi một. Thật là tốt quá. Chúng ta đi nhé. Đi thôi. Hồng Ki-dong đã từ bỏ quá khứ của mình để lắng nghe tiếng nói của người nghèo. Đây là cha của Hồng Ki-dong phải không ạ? Đúng vậy. Thật ra như bạn biết thì Hồng Ki-dong là câu chuyện được truyền lại. Tuy nhiên nếu nói một cách chính xác thì nó được thể hiện khá tốt đấy. Vì vậy chúng ta không thể thấy được quá khứ mà phải không? Hơn nữa người ta cũng nói rằng chưa từng thấy người được gọi là cha của Hồng Ki-dong phải không? Đúng vậy ạ, lý do mà không thể xem cha là cha được. Đúng vậy, cũng không thể gọi anh là anh được. Vì vậy, thứ đặt ở đây đã tái hiện khung cảnh mà lúc ông từ bỏ tất cả, bỏ nhà ra đi. Đây là gì vậy ạ? Nhân vật Hồng Ki-dong là nhân vật trong tiểu thuyết mà phải không? Những người tìm đến nơi này luôn thắc mắc, Hồng Ki-dong chắc chắn là nhân vật trong tiểu thuyết. Sao mà lại là nhân vật tồn tại ngoài đời thực được? Đó là câu hỏi đầu tiên đúng không nào? Đáp án của câu hỏi đó chính là đây, xuất hiện trong nhật ký của Yên Sơn Quân. Nếu nhìn vào đây có bổ sung thêm, tương truyền rằng người con thứ của gia đình quý tộc chính là Hồng Ki-dong và là con của vợ lẽ. Những tài liệu lịch sử này giống trong biên niên sử triều đại Joseon xuất hiện ở khắp mọi nơi. Vậy nhưng sự thật đã được kiểm chứng như vậy thì tại sao mọi người vẫn luôn cho rằng đó là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết vậy ạ? À, chính là nhà văn Ho-kun đã viết ra tiểu thuyết Hồng Ki-dong mà. Đó là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Hàn Quốc. Ông nói rằng đã nghe được câu chuyện về xuất thân và các mối quan hệ của Hồng Ki-dong nên cuốn tiểu thuyết này được ra đời. Trong tiểu thuyết thì người ta thêm thắt cho câu chuyện, phải không cô? Đương nhiên rồi, khi viết tiểu thuyết chắc chắn sẽ thêm thắt gì đó rồi. Thực tế thì chúng ta cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của Hồng Ki-dong, phải không cô? Hiện tại ở Changsun đang trưng bày hình ảnh nhân vật Hồng Ki-dong đã được sửa đổi khuôn mặt ở trong kia. Mời bạn vào trong chiêm ngưỡng cùng với tôi. Lần này chúng tôi tiến vào khu triển lãm Hồng Ki-dong. Tôi có thể xác nhận vị vĩ nhân đầu tiên thông qua các tư liệu thực tế, các di tích được khai quật ở nơi ông sinh ra, vừa có thể biết đến câu chuyện về nhân vật thú vị này. Thưa cô, Hồng Ki-dong có lẽ là đi đến với rất nhiều người, vậy ông ấy đã đến học ở đâu ạ? Thật ra ngọn núi gần nơi đây chính là núi Go-chun, nơi đó có một hòn đá rất to, tương truyền rằng đó là nơi Hồng Ki-dong hay đến trong những ngày rảnh rỗi. Ngoài ra, ông là một trong số những người không những giỏi võ thuật mà còn chăm chỉ trau dồi văn hóa Hàn Quốc. Nhiều người đều có chung quan điểm rằng Hồng Ki-dong không phải là người bình thường. Ông đã đến Okinawa ở Nhật Bản. Ông chính là Hongkawa ở Okinawa và đã sống hết phần đời còn lại ở đây. Chà, ông vừa biết võ, đến cả văn cũng tỏ tường. Chắc không có ai hoàn hảo như vậy cô nhỉ? Không ai có thể giỏi vẹn toàn mọi thứ cả. Hồng Ki-dong đã bước ra toàn cầu. Đúng như với tên gọi công viên chủ đề, nơi này có rất nhiều điểm tham quan. Bạn có thể thử bước vào cuộc đời của Hồng Ki-dong, như thể cùng đi dạo với người yêu, gia đình, và tôi nghĩ chúng ta có thể tận hưởng cùng với nhau.